Như vậy là ở trong game đấu đầu tiên thì Hoàng Chu Khai sẽ là tay vợt thi đấu ở phần sân gần màn hình. Và Lê Đức Phát sẽ là người giao cầu. Đây là trận đấu thứ 5 của Lê Đức Phát tại giải. Và với Hoàng Chu Khai thì đó là cũng là trận đấu thứ 5. Một tình huống vô cầu thành công của Chu Khai, 1-1. Pha kéo lưới rất hay của Chu Khai. 2-1 cho tay vợt của Đài Bắc Trung Hoa. Pha kéo lưới rất hiểm hóc khi mà cầu rơi sát bên vạch biên dọc ở phía đối diện. Cầu ngoài, điểm cho Lê Đức Phát 2-2. Lúc này thì trên bảng xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới, Lê Đức Phát là tay vợt Việt Nam có thứ hạng đứng thứ 3 ở nội dung đơn nam, tay vợt số 3 của cầu lông Việt Nam sau Hải Đăng và Tiến Minh. Cầu trong sân và đó là điểm số cho Lê Đức Phát. Một tình huống đẩy cầu về cuối sân của Lê Đức Phát. 3-2. Lần này thì cầu ra ngoài mất rồi. Điểm 4-3. Bốn đều cho Lê Đức Phát và đập cầu thiếu chính xác của Hoàng Chu Khai. Và trả cầu không thành công của Đức Phát. 5-4 cho Chu Khai. Một tình huống treo cầu. Cầu ngoài và thêm một điểm số nữa cho Lê Đức Phát, 5-5. Chu Khai đang cố gắng điều cầu về cuối sân để ngăn cản Lê Đức Phát lên lưới. Đức Phát là tay vợt có chiều cao tốt và anh sẽ trở nên rất nguy hiểm khi lên lưới. Vô cầu không thành công của Chu Khai, điểm cho Lê Đức Phát 6-6. Cả hai chưa từng chạm trán nhau và Lê Đức Phát lúc này vẫn đang thăm dò đối thủ. Tiếp tục là một tình huống đánh cầu đi ra ngoài vạch biên của Chu Khai. 7-6 cho Lê Đức Phát. Trọng tài bắt cầu trong sân. Một tình huống mà trọng tài biên ngang đã bắt cầu trong sân.
Tỷ số là 7 đều. Đổi giao cầu cho Jukai. Điểm 7 đều. Không được, pha bỏ nhỏ không thành công của Lê Đức Phát. Cầu đã không leo lưới trong tình huống vừa rồi. 8-7 cho Jukai. Nếu cầu leo lưới trong tình huống vừa rồi thì có lẽ là Lê Đức Phát sẽ là người có điểm. Bởi đó là một tình huống bỏ nhỏ rất khó chịu. Khi cầu đã sang bên kia thì cầu sẽ rơi sát lưới. Lần này thì đã có điểm số cho tay vợt của đơn vị quân đội. 8 đều. Một điểm số nữa cho Lê Đức Phát. Cầu rơi trong sân. Những pha đập cầu liên tiếp. 9-8. May mắn đã đứng về phía Jukai trong tình huống đánh cầu vừa rồi. Cầu chạm lưới và thay đổi quỹ đạo rơi. Một pha đập cầu có phần may mắn của Jukai. Cầu ngoài. Điểm cho Lê Đức Phát và đổi giao cầu cho tay vợt chủ nhà. 19. Pha đập cầu rất mạnh của Jukai. Tỷ số bây giờ là 10 đều. Cầu ngoài rồi. Điểm cho Lê Đức Phát 11-10. Đức Phát là tay vợt dẫn điểm khi bước vào quãng nghỉ 60 giây. Và anh đang được nghe những lời nhắc nhở từ huấn luyện viên Bùi Văn Đức. Huấn luyện viên Bùi Văn Đức và huấn luyện viên Nguyễn Trung Dũng là hai huấn luyện viên của tuyển cầu lông quốc gia đang tập luyện tại Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn Bắc Ninh.
Cầu trong sân, một tình huống né cầu của Yukai. Yukai đã né cầu nhưng cầu rơi trong sân. Đó là một pha đẩy cầu tốt của Lê Đức Phát. 12-10. Những tình huống trô cầu và pha chụp lưới của Lê Đức Phát đã mang về cho anh điểm số 13. Lê Đức Phát đang nhận được sự cổ vũ của đông đảo các khán giả nhà. Không được, lần này thì cú đưa về của Lê Đức Phát, cầu lại không qua lưới. Đổi giao cầu cho Yukai. Điểm 11-13. Sau trận đấu giữa Lê Đức Phát và Hoàng Yukai thì Nguyễn Thùy Linh sẽ ra sân. Và đối thủ của cô sẽ là một tay vợt khác cũng tới từ Đài Bắc Trung Hoa, Hoàng Trinh Tinh. Trước khi tham dự giải đấu ở Hà Nội, giải Việt Nam International Challenge, thì Thùy Linh và Lê Đức Phát đã tranh tài ở giải International Challenge ở Thái Lan. Thùy Linh thì vào tới trận đấu chung kết, còn Lê Đức Phát thì bị loại từ khá sớm. Lê Đức Phát là một trong những tay vợt được đánh giá là đầy triển vọng của cầu lông Việt Nam. Nhưng thời gian qua anh một phần là chấn thương và một phần là phong độ thi đấu của Lê Đức Phát là không thực sự ổn định. Lúc này thì Lê Đức Phát trên bảng xếp hạng của cầu lông thế giới, anh là tay vợt đứng thứ 3, chỉ tính riêng thứ hạng của các tay vợt cầu lông Việt Nam ở nội dung đơn nam. Lê Đức Phát đứng sau Hải Đăng và Tiến Minh. Tỷ số bây giờ là 14 đều. Rất tốt. Một pha bỏ nhỏ của Lê Đức Phát. Điểm 15-14. Chúng ta sẽ xem lại tình huống này. Một tình huống bỏ nhỏ của Đức Phát. 15-14 cho tay vợt chủ nhà. Mười sáu mười bốn cho Lê Đức Phát khi mà Yukai đã không thể đánh cầu qua lưới. Đây mới là lần đầu tiên Lê Đức Phát và Yukai đối đầu với nhau. Một pha đập cầu hiểm hóc của Yukai. Cả Lê Đức Phát và Yukai đều đã phải tranh tài ở vòng loại của Sumatra Hà Nội Jonas Sunrise Việt Nam International Challenge năm nay. Và cho đến trận đấu ngày hôm nay thì cả Lê Đức Phát và Yukai đều đã đánh tổng cộng là 4 trận. Yukai mới chỉ để thua đúng một game khi anh đối đầu với Lucia Hung ở vòng 1. Trong khi đó thì Lê Đức Phát cũng chỉ để thua một game sau 4 trận đấu đã qua.
tại Việt Nam International Challenge năm nay, bao gồm cả các trận đấu vòng loại. Đức Phát đẩy thua một game trước theo Quang Huy và đã có thêm một điểm số nữa cho tay vợt chủ nhà. Một tình huống cầu bền và đã kết thúc bằng hai pha đập cầu liên tiếp của Lê Đức Phát, điểm 17-15. Trước đó là một tình huống đẩy cầu về góc cuối sân rất khó chịu của Lê Đức Phát. Tình huống đã tạo cơ hội cho Lê Đức Phát có thể tung ra những pha đập cầu. Pha đập cầu chéo của Juka, điểm 16-17. Cầu ngoài, 18-16 cho Lê Đức Phát. Một tình huống né cầu của tay vợt chủ nhà. Lần này thì pha đánh cầu của Chu Khai là rất hiểm hóc. Chúng ta xem lại tình huống này, một pha điều cầu về cuối sân. Cầu rơi sát với vạch biên ngang. 17-18 cho Chu Khai. Mười chín mười bảy cho Lê Đức Phát. Những pha xử lý thuận tay tốt của tay vợt chủ nhà. Rất đáng tiếc. Đã không qua lưới trong tình huống vừa rồi. Mười tám mười chín cho Jukai. Quá hay. Liên tục là những tình huống bỏ nhỏ khiến đối thủ phải di chuyển liên lưới và sau đó là những pha đẩy cầu về cuối sân của Lê Đức Phát. Những tình huống mà tay vợt chủ nhà khiến cho đối thủ phải di chuyển theo đường chéo. 20-18 game point cho Lê Đức Phát. Một loạt cầu quá hay của Lê Đức Phát và anh đã có được game point. Cầu ngoài, không, trọng tài biên xác định cầu trong sân. 19-20 cho Hoàng Du Khải, trọng tài biên xác định cầu trong sân. Đức Phát yêu cầu đổi cầu và Du Khải đã ra ký hiệu không đổi cầu. Người đang mặc áo màu xanh tím than đó là huấn luyện viên Bùi Bằng Đức, một trong hai huấn luyện viên của đội tuyển cầu lông quốc gia cùng với huấn luyện viên Ngô Trung Dũng. Lần này thì đã có điểm số quyết định của game đấu đầu tiên cho Lê Đức Phát với một pha bầu cầu của mình. 21-18 và tay vợt chủ nhà là người giành phần thắng ở game đầu tiên. Rất lâu rồi thì Lê Đức Phát mới lại đứng trước cơ hội tiến sâu ở một giải đấu quốc tế. Và bây giờ anh đang có được cơ hội đó, cũng như có được sự tự tin sau khi đã loại chính hạt giống số 1 ở nội dung đơn nam Heo Quang Hy. 21-19 Lê Đức Phát là tay vợt giành phần thắng ở game đầu tiên.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với nhà thi đấu quận Tây Hồ để theo dõi những diễn biến trực tiếp giải cầu lông quốc tế Sipucha Hà Nội Yonex Sunrise Việt Nam International Challenge. Giải đấu thuộc hệ thống thi đấu International Challenge của Liên đoàn cầu lông thế giới. Và cặp đấu mà chúng ta đang theo dõi là cặp đấu ở vòng tứ kết, nội dung đơn nam giữa Lê Đức Phát và Hoàng Trung Khai, tay vợt của Đại Bắc Trung Hoa. Lê Đức Phát là người đã có được phần thắng ở game đầu tiên và anh vừa có được điểm số đầu tiên ở game đấu thứ hai, 1-0. Một tình huống vô cầu thành công của Lê Đức Phát. Phản xạ rất nhanh nhưng đáng tiếc là Hoàng Chu Khải đã chiếm thế chủ động trong loạt cầu vừa rồi, 1-1. Và đẩy cầu về cuối sân của Chu Khải. Và khi mà Lê Đức Phát trả cầu thì cơ hội cho anh là không còn nhiều. Thêm một điểm nữa cho Chu Khải, 2-1. Trên con đường tiến vào đến trận đấu tứ kết ngày hôm nay thì ở vòng 3, cả Lê Đức Phát và Hoàng Chu Khải đều đã loại những tay vợt hạt giống. Lê Đức Phát đã đánh bại tay vợt hạt giống số 1 Heo Quang Hy sau 3 game đấu. Trong khi đó thì Hoàng Chu Khải đã thắng dễ, có thể nói là như vậy. Tay vợt hạt giống số 16, Go Takahashi. Không được. Pha bóng nhỏ không thành công của Lê Đức Phát. Chúng ta sẽ còn xem lại tình huống này. Một tình huống móc cầu nhưng cầu đã không qua lưới của Lê Đức Phát. 4-1 cho Hoàng Chu Khải. Tiếp tục là một pha đập cầu ghi điểm nữa của Chu Khải, 5-1. Cầu ngoài, 6-1 cho Chu Khải. Đức Phát đã để đối phương dẫn điểm từ khá sớm. Và trong game đầu thứ hai, anh sẽ cần phải nỗ lực. May mắn đã đứng về phía Đức Phát và đập cầu và cầu đã leo lưới. 2-6 cho Lê Đức Phát. Rất lâu rồi thì Lê Đức Phát chưa vào tới một trận đấu chung kết của một giải đấu quốc tế. Trước thềm giải đấu ở Hà Nội thì Lê Đức Phát cùng với Thùy Linh đã tranh tài, đã tham dự giải International Challenge diễn ra ở Thái Lan. Đó cũng là quãng thời gian mà các thành viên của tuyển cầu lông Việt Nam đã có một đợt tập huấn ở Thái Lan. Tuy nhiên thì khi tham dự giải International Challenge ở Thái Lan thì Lê Đức Phát không tiến sâu. Anh bị loại từ khá sớm từ những vòng đấu đầu tiên. Đó là tình huống mà trọng tài xác định cầu ra ngoài và đổi giao cầu cho Lê Đức Phát, điểm 3-7. Bốn bảy cho Lê Đức Phát. Một điểm số nữa cho tay vợt chủ nhà, 5-7, một pha đập cầu hiểm hóc. Quá khó cho Chu Khải có thể trả cầu với những tình huống mà cầu đã đi thấp hơn đầu gối. Lần này thì đã có điểm số cho tay vợt của Đại Bắc Trung Hoa, 8-5. Không được.
Đáng tiếc là Đức Phát lại trả cầu không qua lưới trong tình huống vừa rồi. 9-5 cho Yukai. Quá đáng tiếc cho Lê Đức Phát, có thể thấy được sự tiếc nuối của tay vợt đơn vị quân đội. Lẽ ra Lê Đức Phát sẽ ghi điểm trong pha đập cầu này, nhưng pha đập cầu của anh cầu lại không qua lưới. Điểm 10-5 cho Chu Khai. Có thể thấy được sự tiếc nuối của Lê Đức Phát. Đức Phát phá hất cầu ra ngoài. 11-5. Chu Khai dẫn 6 điểm thì bước vào quãng nghỉ giữa game 2. Hẳn là huấn luyện viên Bùi Bằng Đức sẽ có rất nhiều điều cần phải nhắc nhở với Lê Đức Phát trong quãng nghỉ 60 giây giữa game này. Hất cầu đi ra ngoài. Điểm 12-5 cho Yukai. Điểm cho Lê Đức Phát. 7-12. Rất đáng tiếc pha vô cầu không thành công của tay vợt chủ nhà. 13-7. Đổi giao cầu cho Yukai. Lần này thì đã có điểm số cho Lê Đức Phát, 8-13. Chúng ta cùng xem lại. Một pha đập cầu tốt của Lê Đức Phát, cầu đi vào giữa người của Yukai. Một pha đập cầu khó. Chín 13 cho Lê Đức Phát. Mười 13, những điểm số liên tiếp cho tay vợt chủ nhà. Yukai đã phản xạ rất nhanh với pha bỏ nhỏ của Lê Đức Phát, nhưng tình huống vô cầu của anh lại đánh hụt. Court 2, Women's Singles Quarterfinal, Asuka Takahashi, Japan versus Chen Shuyu, Chinese Taipei. Umpire Hoàng Thùy An. Cầu ngoài, lần này thì ba cầu của Lê Đức Phát, cầu đã đi ra ngoài. Điểm cho Hoàng Yukai. Trận đấu số 2, trận đấu tứ kết đơn nữ, Asuka Takahashi, Nhật Bản đấu với Chen Shuyu, Chinese Taipei. Trọng tài chính Hoàng Thùy An, trọng tài giao cầu Hoàng Bích Ngọc.
Cầu trong sân, điểm cho Chu Cai 15-10. Cầu ngoài 11-15, thêm một điểm số nữa cho Lê Đức Phát. Đức Phát vẫn đang nỗ lực để có thể rút ngắn cách biệt điểm số với Chu Cai. Rõ ràng là sau quãng nghỉ 60 giây giữa game thì nhận được những lời nhắc nhở từ huấn luyện viên Bùi Văn Đức thì Lê Đức Phát đã chơi tốt hơn. Anh đang tích cực lên lưới hơn. Và treo cầu của Lê Đức Phát. Và đường cầu kết thúc với tình huống đập cầu của Chu Cai 16-11 cho tay vợt của Đài Bắc Trung Hoa. Tay vợt nào giành chiến thắng trong cặp đấu ngày hôm nay sẽ tiến vào bán kết và đối đầu với người thắng trong cặp đấu giữa hai tay vợt hạt giống, hạt giống số 8 Justin Ho và hạt giống số 10 Chan Yin Chak. Những diễn biến trực tiếp giải cầu lông quốc tế Việt Nam International Challenge, quý vị và các bạn có thể theo dõi trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Lúc này thì giải đấu còn hai tay vợt chủ nhà vẫn đang tiếp tục tranh tài, đó là Lê Đức Phát đối đầu với Hoàng Chu Cai. Và sau trận đấu này thì Thúy Linh sẽ ra sân thi đấu vòng tứ kết nội dung đơn nữ. Điểm cho Lê Đức Phát 13-16. Và vồ cầu của Đức Phát 13-16 cho tay vợt chủ nhà. Cầu rất mạnh của Chu Cai. Đức Phát né cầu nhưng cầu vẫn rơi trong sân. 17-13 cho Chu Cai. Cầu trong sân và điểm số cho Lê Đức Phát 14-17, cách biệt là 3 điểm. Court 3, women's double quarterfinal. Lasika Kalana. Kéo lưới của Lê Đức Phát. Rất tốt. Điểm cho Lê Đức Phát 15-17. Chúng ta sẽ cùng xem lại một tình huống kéo lưới sau đó là bỏ nhỏ, và khi mà đối phương phải hất cầu cao, phải móc cầu thì Lê Đức Phát đã có một pha đập cầu đi chéo sân. Sân đấu số 3 trận đấu tứ kết đôi nữ. Lê Đức Phát, Lasika Kalaha và Muamong Fatamas, Thái Lan. Đức Phát và Hải Đăng là những tay vợt được kỳ vọng sẽ có thể vươn tới được tầm như của Tiến Minh. Nguyễn Phạm Duy Anh. Trước đây thì cũng có một tay vợt được kỳ vọng tương tự là Phạm Cao Cường. Tuy nhiên lúc này thì Cao Cường đã giải nghệ và không còn tiếp tục thi đấu. Vồ cầu nữa của Lê Đức Phát 16-17. Và bây giờ thì Lê Đức Phát chỉ còn kém đối phương đúng một điểm nữa mà thôi. Những nỗ lực của Lê Đức Phát đã giúp cho anh rút ngắn cách biệt xuống còn tối thiểu với Chu Cai ở trong game đấu thứ hai này.
rất đáng tiếc. May mắn đã không đứng về phía Lê Đức Phát trong tình huống vừa rồi. Một tình huống đẩy cầu của Lê Đức Phát nhưng cầu đã bị chạm vào mép trên của lưới. 18-16 cho Hoàng Chu Cai. Đây là huấn luyện viên Bùi Bằng Đức, huấn luyện viên của tuyển cầu lông quốc gia, hiện đang tập trung ở Từ Sơn Bắc Ninh. 19-16 cho Hoàng Chu Cai. Lại là một pha tạt cầu nhưng không qua lưới của Lê Đức Phát. Hai tình huống đánh hỏng liên tiếp của Lê Đức Phát đã khiến cho Chu Cai nới rộng được cách biệt điểm số. Rất đáng tiếc. Cầu ngoài. Như vậy là game point cho Hoàng Chu Cai. 20-16. Hai tay vợt sẽ phải phân định thắng thua ở game đấu thứ 3. Chu Cai ra cầu không qua lưới. 17-20 cho Lê Đức Phát. Dù mong manh nhưng hy vọng là vẫn còn với Lê Đức Phát ở game đấu thứ 2 này. Hy vọng lội ngược dòng. Không được rồi, 21-17. Và như vậy là Hoàng Chu Cai là tay vợt giành phần thắng ở game đấu thứ 2. Hai tay vợt sẽ phải phân định thắng thua bằng game 3. Và chúng ta sẽ cùng hy vọng Lê Đức Phát sẽ mang về niềm vui cho người hâm mộ đang có mặt tại nhà thi đấu Cầu Giấy. Xin lỗi, đang có mặt tại nhà thi đấu Tây Hồ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến trực tiếp giải cầu lông quốc tế Sipucha Hà Nội Yonex Sunrise Việt Nam International Challenge. Giải đấu đang diễn ra tại nhà thi đấu quận Tây Hồ. Lúc này thì Lê Đức Phát và Hoàng Chu Cai sẽ phải phân định thắng thua bằng game đấu thứ 3. Lê Đức Phát thắng 21-19 ở game đầu, nhưng ở game thứ 2 anh đã để thua trước Chu Cai 17-21. Điểm đầu tiên trong game thứ 3 đã thuộc về Lê Đức Phát. Tay vợt nào giành chiến thắng trong cặp đấu ngày hôm nay sẽ bước vào vòng đấu bán kết của Việt Nam International Challenge. Và đối thủ của họ sẽ là một trong hai tay vợt hạt giống của giải. Có thể là hạt giống số 8 Justin Ho, quốc tịch Malaysia. Hoặc cũng có thể là Chan Yin Chak, hạt giống số 10, quốc tịch Hồng Kông Trung Quốc.
Cú rờ ve của Lê Đức Phát, cầu đã đi ra ngoài. Một đều. Điểm cho Chu Cai. Nhưng tình huống lên lưới của Tây Vật, Đá Bắc Trung Hòa luôn rất khó chịu. Phản xạ cục và những bước di chuyển của Chu Cai là rất tốt. Thậm chí có thể nói là những bước di chuyển của Chu Cai còn thanh thoát hơn so với Lê Đức Phát. Sau trận đấu của Lê Đức Phát thì Thùy Linh sẽ ra sân. Thùy Linh sẽ đối đầu với một tay vợt khác cũng của Đài Bắc Trung Hoa. Đối thủ của Thùy Linh là Hoàng Trinh Pinh. Và trận đấu này quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Đây là trận đấu cũng diễn ra trên sân đấu số 1. Sân đấu mà Lê Đức Phát đang thi đấu. Cầu ngoài, điểm cho Lê Đức Phát 3 đều. Kéo lưới không thành công của Hoàng Chu Cai. Thêm một điểm số nữa cho Lê Đức Phát, 5-1. Pha bỏ nhỏ không thành công của Chu Cai, 6-4 cho Lê Đức Phát. Người hâm mộ vẫn đang tiếp lửa cho Lê Đức Phát từ các khán đài ở nhà thi đấu quận Tây Hồ. Lúc này thì trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới ở nội dung đơn nam thì Lê Đức Phát là tay vợt Việt Nam có thứ hạng cao thứ 3 sau Hải Đăng và Tiến Minh, hai tay vợt cùng của đơn vị cầu lông Thành phố Hồ Chí Minh. Một điểm số nữa cho Lê Đức Phát với một pha đập cầu, 7-4. Pha treo cầu đầy khó chịu của Chu Cai và sau đó là một pha di chuyển lên lưới. Một pha vô cầu.
Chúng ta sẽ xem lại tình huống này. Quá khó cho Lê Đức Phát. 5-7. Và đổi giao cầu cho tay vợt của Đài Bắc Trung Hoa. Trả cầu không qua lưới. 6-7 cho Hoàng Du Cai. Cầu ngoài, đó là một tình huống đẩy cầu hơi mạnh của Hoàng Chu Cai. Một pha đẩy cầu về cuối sân của tay vợt Đài Bắc Trung Hoa nhưng cầu đã đi ra ngoài. 8-6 cho Lê Đức Phát. Lần này thì đã có điểm số cho Hoàng Chu Cai. Cầu dọc biên. Bảy tám cho Chu Cai. Lại là một pha điều cầu đi ra ngoài nữa của Chu Cai. 9-7. Mười bảy cho Lê Đức Phát. Mười một bảy. Lê Đức Phát dẫn 4 điểm trước khi bước vào quãng nghỉ 60 giây của game 3. Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế thì Lê Đức Phát mới chỉ có duy nhất một danh hiệu quốc tế khi anh đăng quang tại giải Pakistan International Series vào năm 2017. Một điểm nữa cho Lê Đức Phát, 12-7. Pha bỏ nhỏ của Lê Đức Phát, Chu Cai vô cầu nhưng không thành công. Cầu ngoài rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc. Đó là một tình huống chủ động của Lê Đức Phát. Nhưng pha đánh cầu chéo sân vừa rồi của tay vợt chủ nhà lại thiếu chính xác một chút. Cầu đã đi ra khỏi vạch biên dọc. Và đập cầu chéo sân không thành công của Lê Đức Phát.
đã có điểm cho Yokai. 9-12. Không được. Cú móc cầu không thành công của Lê Đức Phát. 10-12. Đức Phát cần phải chơi rất nỗ lực, bởi lẽ cách biệt điểm số giữa anh và Yokai đang bị rút ngắn dần. Lê Đức Phát là tay vợt sinh năm 1998. Điểm cho Lê Đức Phát. Một tình huống đập cầu đi chéo sân, cầu đi sâu về góc cuối sân của Lê Đức Phát. 13-10 cho tay vợt chủ nhà. Không được. Không, như vậy là trọng tài viên xác định cầu trong sân. 14-10 cho Lê Đức Phát. Đức Phát đẩy cầu về cuối sân. Yokai không hài lòng với quyết định bắt cầu trong sân của trọng tài biên. Cùng đó là quyết định đã được đưa ra. 14-10. Và đập cầu liên tiếp của Lê Đức Phát. Và đó là điểm số cho tay vợt chủ nhà. Thêm một tình huống nữa mà Yokai cho rằng cầu đã đi quá vạch biên ngang cuối sân, nhưng trọng tài thì nói không. 15-10. Tỷ số bây giờ là 14-11. Cầu ngoài, pha hất cầu đi ra ngoài của Yokai. 15-11 cho Lê Đức Phát. Huấn luyện viên của Hoàng Yokai đang nhắc nhở tay vợt của Đài Bắc Trung Hoa cần phải chơi bình tĩnh hơn. Đã có một chút mất bình tĩnh với Yokai sau những quyết định từ các trọng tài. Cầu trong sân, 16-11 cho Lê Đức Phát. Chiến thắng đang ở gần. Tấm vé vào chơi trận đấu bán kết đang ở gần với Lê Đức Phát. Lần này thì đó là điểm số cho Yokai. 12-16. Cho Lê Đức Phát. Tấm vé vào chơi trận đấu bán kết chỉ còn cách tay vợt chủ nhà 4 điểm nữa mà thôi. Tình huống châu cầu, và sau đó là một pha xử lý tốt của Lê Đức Phát. 18-12, 18-12. Một pha xử lý trọng tài tốt của Lê Đức Phát sau tình huống chô cầu.
Các cổ động viên đang có mặt tại nhà thi đấu Tây Hồ vẫn đang cổ vũ cuồng nhiệt cho Lê Đức Phát. Họ đang rất mong chờ tay vợt chủ nhà sẽ giành được chiến thắng chung cuộc và qua đó ghi tên mình vào chơi ở vòng đấu bán kết. Lại là một pha đập cầu trên lưới nữa của Lê Đức Phát. 19-12 cho Lê Đức Phát. Không được. Pha bỏ nhỏ không thành công của tay vợt chủ nhà. Cầu đi ra ngoài của Lê Đức Phát. 15-19 cho Hoàng Trúc Cài. Rất tốt, đó là một tình huống vô cầu thành công của Lê Đức Phát. 20-15. Đây là điểm số rất rất quan trọng với Lê Đức Phát. Matchboy cho Lê Đức Phát. 20-15. Bây giờ thì anh chỉ còn cách tấm vé vào chơi vòng bán kết đúng một điểm nữa mà thôi. Pha vô cầu thành công của Jukai. 16-20. Lê Đức Phát đã đổ gục xuống sân, nhưng đó là sự hạnh phúc. Rất lâu rồi Lê Đức Phát mới lại tiến sâu ở một giải đấu quốc tế. Và chắc chắn đây là một giải đấu vô cùng đáng nhớ với Lê Đức Phát. Một ngày sau khi loại hạt giống số 1 ở nội dung đơn nam Heo Quang Hy, thì bây giờ Lê Đức Phát đã giành quyền vào chơi ở vòng đấu bán kết của Việt Nam International Challenge. Lê Đức Phát đã đánh bại Jukai, tay vợt của Đài Bắc Trung Hoa, sau 3 game đấu kịch tính với các tỷ số lần lượt là 21-19, 17-21 và 21-16.